bên con thấy mà nó rộng sổ. Đây là cái video đầu tiên là phải đi mưa quay vào buổi sáng, chú chú anh chị ở khu vực này, chợ này có buôn bán đa dạng. Chắc những cái thức phim như thế này cứ chú anh chị mình ít khi thấy lắm. Em mình như phải thấy nó chưa thấy có kênh nào mà quay kiểu như thế này thực sự. Chỉ có mình em phải thôi, có những cái thức phim quay độc về dị như thế này cứ chú anh chị mình thấy. Yeah.
Dạ vâng, thưa quý anh chị, mình hiện tại thì vẫn là mẫu quang đầu nhé. Đi tháng này thì mình vẫn về tới bưu điện. Mưa khá lớn, mà ướt cả quần luôn.